Hello Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình nấu chè môn nha. Chè môn bột lọc nè. Nó có cái vị béo ngon đậm đà. Môn thì nó dẻo dẻo. Mình ăn cái món chè này nó lạ và nó ngon hơn so với chè môn mà mình nấu bột nếp. Mà cách làm nó cũng dễ nữa. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món chè môn. Và vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày nha. Đầu tiên hết thì mình chuẩn bị củ khoai môn. Thì khoai môn các bạn mua củ nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. Các bạn sẽ đi gọt sạch cái phần vỏ đi. Xong rồi mình sẽ rửa cho sạch nha. Chẻ đôi nó ra. Đây khoai môn thì nó có cái gân á. Nhìn nó đẹp thì các bạn chọn cái khoai môn cao nó mới thơm. Còn khoai môn sáp thì nó không được thơm bằng. Chẻ ra những cái lát mỏng mỏng. Xong rồi mình chẻ sợi lại. Rồi các bạn sẽ cắt hạt vuông vuông ha, mình cắt vừa vừa thôi cho nó đều, thì chút nấu chè ra nó đẹp hơn. Cắt xong rồi mình cho qua bên. Mình có nấu đây là cái lá cẩm nè, nấu với nước sôi trong vòng 5 phút cho nó ra cái màu đẹp. Xong rồi bây giờ các bạn vớt nó lên. Mình sẽ lọc lại qua rây. Cái màu lá cẩm thì chút mình cho vô nó đẹp. Tiếp theo nữa mình chuẩn bị 250g bột năng, nửa lít nước cốt dừa. Và đây là nước lá cẩm nè, mình dùng nửa chén. 200g đường, tí xíu muối. Bắt một nồi nước sôi, các bạn sẽ cho hết cái phần khoai môn vô mình luộc nha. Khoai môn mình đã cắt ra vậy nè. Thì mình sẽ luộc hết luôn rồi một chút nữa mình chia ra. Khuấy đều sơ cái rồi để đây luộc cho nó chín. Bây giờ mình đi lấy cái phần bột năng chút nữa mình làm bột áo cho khoai môn. Các bạn múc khoảng 3 muỗng. Quay trở lại cái nồi khoai môn nè. Thấy mà nó nổi lên trên mặt hết á, thì khoai nó chín. Thì các bạn cắt nhỏ cho nên cũng nhanh chín. Bây giờ mình vớt lên. Cho nó hơi gáo nước thì cho vô trong bột. Rồi bây giờ sẽ trộn đều lên. Mình trộn vậy á, thì bột năng nó áo đều một lớp khoai. Trộn cho nó hơi nhiều một chút á, còn dư thì gây bột lại. Xong rồi các bạn sẽ cho cái phần khoai hồi nãy còn trên trong nồi á, mình vớt ra luôn trong cái thau nè. Rồi trong lúc khoai còn nóng thì các bạn nghiền cho nó nhuyễn, khỏi phải xay. Mình nghiền vậy nè, nó nhuyễn mịn luôn. Nước lá cẩm thì cho trở lại, mình nấu cho nó sôi lên. Bây giờ mình sẽ đi rây cái phần khoai môn mà giò chiên nè. Rây để cho nó loại bỏ cái bột khô bên ngoài. Rây cho lần lượt cho hết rồi cái phần bột này một chút mình dùng lại. Nước lá cẩm nó sôi nè, mình để lửa nhỏ và mình giữ cho nó sôi. Đây cái phần bột mình rây nè, cho trở lại cái thau khoai môn. Rồi bây giờ mình sẽ múc cái phần bột năng mình cho vô. Thì các bạn cho mình chừa lại một chút đi. Trộn đều lên, trừ hao á, để nó có bị nhão thì mình cho thêm vô. Trộn cho nó đều. Xong rồi mình sẽ lấy cái nước lá cẩm nè, đang sôi. Các bạn cho vô, mình làm vậy thì bột nó lấy chùm. Khi mà mình nhồi nó dẻo. Chừa lại một chút. Bây giờ sẽ nhồi đều lên. Thì các bạn thấy nó hơi mềm nè, mình cho tiếp bột khô. Mình chừa lại như vậy á, để mà lỡ nó có nhão á thì mình có mình cho vô. Nếu mà cho vô một lần mà các bạn cho nước lá cẩm nhiều thì nó dễ bị mềm. Nhồi xong rồi bây giờ nó sẽ mịn và nó dẻo thành một khối. Nó dẻo mềm chứ nó không có bị khô. Rồi bây giờ mình sẽ đi giò chiên. Phủ một lớp bột áo là bột năng luôn. Và giò những cái viên nhỏ nhỏ giống như viên ỉ vậy đó. Càng nhỏ thì càng ngon nha, tại vì cái này là chè bột lọc, các bạn mà giò lớn quá nó dễ bị dai. Bắt lên một nồi nước sôi, mình sẽ cho hết những cái viên ỉ bột, những cái viên ỉ khoai môn vô để luộc. Cho vô mình cho vô từ từ á, mình thả đều vô. Khuấy sơ cái cho nó đừng có bị đóng ở dưới đáy nồi. Cái màu của lá cẩm nó sẽ lên đẹp á.
Rồi các bạn để đây mình luộc ha. Luộc đến khi nào mà mình thấy á, những cái viên khoai này á nó sôi lên thì mình hãy cho những cái viên khoai môn nhỏ vô. Tại vì cái viên ỉ á, thì nó lớn hơn nên nó chín lâu hơn. Sôi một hồi hãy cho vô. Rồi vậy thì nó chín đều. Các bạn sẽ luộc cho nó nổi trở lại nha. Nó sôi bùng lên thì nó nổi lên nè. Các bạn thấy nó có cái màu tím nè, đẹp ha. Bây giờ vớt lên luôn. Cho qua nước để mình rửa cái phần bột lại. Rồi mình sẽ để đây mình ngâm. Bây giờ đi nấu chè. Cho hết cái phần nước cốt dừa hồi nãy chuẩn bị nè, cho vô trong nồi. Các bạn sẽ lấy muối cho vô luôn. Đường thì thích ăn ngọt nhiều hay ngọt ít mà có thể gia giảm lại và vài cọng lá dứa cho nó thơm chè. Rồi mình khuấy cho nó sôi lên. Bây giờ các bạn sẽ đi vớt những cái viên khoai môn nè, cho nó ráo nước. Rồi mình cho vô trong chè luôn. Khi đường mà nó tan các bạn hãy cho khoai vô. Khoai môn á, thì các bạn làm món gì nó cũng có cái mùi thơm đặc trưng. Nên nó có lá dứa thì mình cho, không có thì thôi cũng không sao nha, tại vì chè nó cũng thơm mà. Rồi bây giờ mình khuấy đều lên cho nó sôi. Sôi khoảng chừng 5 phút để cho viên chè nó ngấm đường và cốt dừa là được rồi. Rồi mình tắt bếp luôn. Múc chè ra. Chè này á, thì ăn nguội nó sẽ thơm và béo hơn. Tại vì nước cốt dừa mà các bạn ăn nguội thì nó béo hơn là ăn nóng. Và mình cho lên một ít dừa sợi nữa. Đậu phộng rang. Và mè gan. Rồi vậy là mình đã hoàn thành xong món chè môn viên ỉ hay là chè môn bột lọc. Theo cách này á, thì mình thấy nó ngon và nó đơn giản hơn so với cái cách làm chè môn với nếp thì nó sẽ cầu kỳ hơn á. Rồi bây giờ mời các bạn nha. Chè rất là béo, có cái độ ngọt và trong môn thì nó có cái mùi thơm đặc trưng. Môn mà các bạn ăn những cái viên nhỏ nhỏ, nó bùi bùi và nó dẻo dẻo. Còn cái viên ỉ á, thì mình ăn vô nó dẻo, nó dẻo và nó có cái độ dai nè, giòn giòn nữa. Và đến đây thì mình chúc các bạn thành công ngon miệng với món chè khoai môn viên ỉ. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày miễn phí ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.